Chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn các mẫu bản lề của nhà Gallery ạ. Thứ nhất mình xin giới thiệu các bạn mẫu bản lề inox 304 của nhà Gallery. Thì bản lề này thì được làm bằng chất liệu inox 304 cao cấp, tiêu chuẩn quốc tế, sử dụng piston bằng đồng, khả năng chống ăn mòn tốt ạ. Trong điều kiện môi trường ẩm ướt, sản phẩm vẫn có thể sử dụng được lâu dài và không dễ bị rỉ sét ạ. Bản lề thì có khả năng chịu tải lớn và không dễ bị gãy vỡ và biến dạng ạ. Gallery làm bản lề ở cái phân khúc chất lượng là trung và cao cấp, cho nên là sản phẩm bản lề của nhà Gallery hoàn toàn có thể cạnh tranh được với những cái sản phẩm chất lượng tốt trên thị trường ạ. Và giá cả thì lại hết sức là cạnh tranh. Về tính thẩm mỹ của bản lề thì cũng rất là cao, bề mặt xử lý inox bóng đẹp, độ chống mài mòn tốt. Và bản lề thì đặc biệt là những cái phần là phần ốc vít và phần đinh tán ấy ạ. Phần ốc vít và phần đinh tán của bản lề thì được sản xuất trên cái dây chuyền công nghệ vô cùng là hiện đại, cho nên là chất lượng bản lề của Gallery có thể nói là rất là tốt. Một cái chi tiết rất là đặc biệt của bản lề Gallery đó là cái phần khóa đuôi này được đúc bằng hợp kim kẽm. Đây là một chi tiết kỹ thuật khá là quan trọng của một chiếc bản lề, nó quyết định đến chất lượng của một chiếc bản lề ạ. Hợp kim kẽm với cái đặc tính là tính đúc tốt, cho nên nó có thể đúc được những cái chi tiết kỹ thuật nó phức tạp hơn ạ. Trên thị trường thì đa phần cái phần khóa đuôi này của những chiếc bản lề thông thường là đều chỉ được làm bằng thép thôi ạ. Cho nên là đây cũng là một cái chi tiết là rất là quan trọng mà giúp khẳng định cái chiếc bản lề của Gallery nó là một cái sản phẩm thuộc cái phân khúc trung và cao cấp ạ. Cùng với phân khúc chất lượng trung và cao cấp, bản lề Gallery còn có thêm hai chất liệu nữa là inox 201 và bản lề thép. Inox 201 thì piston cũng là piston đồng ạ. Bản lề thép của Gallery thì được làm bằng chất liệu thép cán nguội và được dập nguyên tấm. Bản lề này thì được mạ hai lớp ạ, lớp đồng ở bên trong và lớp niken ở bên ngoài, cho nên là chiếc bản lề sờ lên sẽ cảm giác rất là dày dặn ạ, chắc chắn ạ. Đây cũng là sản phẩm thuộc phân khúc trung và cao cấp của nhà Gallery ạ. Các bạn quan tâm đến sản phẩm bản lề của Gallery thì xin liên hệ vào số hotline của công ty để được nhân viên tư vấn của chúng tôi tư vấn chi tiết về sản phẩm cũng như là báo giá.